sự linh cảm của bồ tát quán âm cứu khổ cứu nạn bao giờ cũng chứng minh rõ ràng cho câu hữu thành tức ứng nghĩa là có tâm trí thành chắc chắn sẽ được ứng nghiệm nên là người phật tử hầu như không ai hoài nghi về sự cảm ứng nhiệm màu khi cầu khấn vị bồ tát này những câu chuyện kể về sự hiển linh cảm ứng của bồ tát quán thế âm có thể nói là rất nhiều từ những chuyện xa xưa truyền lại cho đến những chuyện vừa xảy ra ngay trong đời hiện tại này mỗi mỗi đều cho thấy lòng đại từ đại bi và bản nguyện cứu khổ cứu nạn của ngài là bất khả tư nghì là nhiệm màu không thể nghĩ bàn chính người viết những dòng này cũng đã từng tận mắt chứng kiến những sự linh hiển và bản thân cũng đã từng cảm nhận được sự từ bi cứu khổ của Ngài. Nên càng thấy rằng những điều ghi trong kinh luận là không thể nghi ngờ mà những truyền thuyết về Ngài cũng không phải là hư huyễn. Đào hữu Giao Trinh, Pháp danh Diệu Hạnh, hiện định cư tại Pháp, đã dày công sưu tầm và kể lại trong tập sách này rất nhiều truyền thuyết về bồ tát quán thế âm đây đều là những câu chuyện hay đã được chọn lọc chẳng những nêu rõ được tâm đại từ đại bi của bồ tát mà còn cho thấy những sự nhân quả báo ứng như bóng theo hình khiến người xem không khỏi phải tĩnh tâm suy gẫm vì là truyền thuyết nên tất nhiên là không hoàn toàn giống như những gì được miêu tả trong chính văn kinh lục bởi hình tượng bồ tát quán thế âm ở đây được khắc họa bằng tâm thức của người kể chuyện hoàn toàn khác với cách diễn đạt chuẩn mực trong kinh luật mà những người kể chuyện truyền tụng những câu chuyện này từ đời này qua đời khác từ thế hệ này sang thế hệ khác đều là những người bình dân chất phát họ theo trí nhớ mà kể cho nhau nghe nên đồng thời cũng thêm thắt hoặc miêu tả sự kiện ít nhiều theo với cách suy nghĩ tâm tư của chính mình bởi vậy người xem đừng lấy làm lạ khi bắt gặp những chi tiết như bồ tát nổi giận hoặc căm giận hoặc giận muốn đứt hơi đó đều là những cách nói chân chất của người kể chuyện vốn không phải là người học nhiều kinh luận chỉ kính tinh tam bảo bằng trực giác mà thôi ngay cả với những chi tiết diễn ra trong truyện người xem cũng nên lưu ý phân biệt nhận hiểu theo cách này nhưng dù sao đi nữa các nhà nghiên cứu cũng đều phải thừa nhận một điều là những câu chuyện truyền thuyết luôn chứa đựng trong đó những sự kiện thật chẳng hạn nhiều chi tiết lịch sử nhiều nhân vật có thật cũng xuất hiện trong những câu chuyện này chỉ có điều là sự mô tả bao giờ cũng có ít nhiều thay đổi theo giới sự nhận thức của quảng đại quần chúng. Hoặc như tên gọi các danh lam thắng tích được xuất phát từ những truyền thuyết có liên quan cũng có thể cho ta thấy tính chất thật có của một phần nào những câu chuyện như thế đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là những truyền thuyết này đều đã tồn tại trong dân gian qua một khoảng thời gian rất lâu. Điều này cho thấy sự cuốn hút của nội dung cũng như những tình tiết trong đó và đồng thời làm nổi bật lên hình tượng của một vị Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn trong tâm thức của quảng đại quần chúng. Tuy có ít nhiều khác biệt nhưng cũng chính là bổ sung cho hình tượng trang nghiêm thanh tịnh của ngài trong các kinh điển và điều này càng cho thấy tính chất hòa nhập chuyển hóa của đạo phật trong cuộc sống đầy dẫy khổ đau này với những nhận định trên xin trân trọng có đôi lời giới thiệu cùng quý độc giả gần xa về một tác phẩm rất hay và có thể nói là vô cùng độc đáo trong văn chương phật giáo xem như thay cho lời cảm ơn của bản thân tôi đối với người đã dày công sưu tập một công trình giá trị và phổ biến để làm lợi ích cho nhiều người. Trân trọng, Nguyễn Minh Tiến Một Bồ Tát Quán Âm Chọn Đạo Tràng Sau khi Triều Bái Đức Phật ở Tây Phương về, Quán Âm Đại Sĩ muốn tìm một chỗ lập đạo tràng để truyền kinh thuyết pháp. Nga Mi Sơn đã có Phổ Hiền Bồ Tát nhanh chân lên trước. Ngũ Đài Sơn thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tuyển dụng. Cửu Hoa Sơn đã có Địa Tạng Bồ Tát ngự trị bồ tát quán âm nhất định tìm một thánh địa đủ đẹp để sánh tày với những đạo tràng kia mới nghe hôm ấy bồ tát quán âm bước lên đoá mây liên hoa đến biển đông hải từ trên không nhìn xuống thấy chi chít những quả núi hay hòn đảo giới hình thù kỳ quái giống như từng viên, từng viên ngọc phỉ thúy ẩn hiện trong một tấm thảm nhấp nhô sóng biếc ngàn trùng, hoàn cảnh quả là thật đẹp. Tuy nhiên, giữa hơn một ngàn hòn đảo ngọc, nên chọn đảo nào là thích hợp nhất? bồ tát quán âm dùng trí tuệ chọn tới chọn lui thấy rằng đảo nào cũng được nhưng lại hình như không có đảo nào hoàn mỹ cả ngài nghĩ phải tìm một hòn đảo có đủ một trăm đầu núi thế mới xứng đáng được gọi là đất thánh cửa phật cuối cùng ngài quán âm dán đài sen xuống đỉnh cao nhất của ngọn cù sơn ngài thấy trên núi khói mây mù mịt với những cây tùng xanh thẳng tắp dưới chân núi thì chập chùng sóng bạc trên một nền màu xanh ngọc bích điểm thêm những cánh buồm màu vàng nghệ căng gió phong cảnh tú lệ như thế khiến ngài quán âm vô cùng đẹp lòng thế là ngài đi từ đông sang tây từ nam lên bắc và bắt đầu đếm đầu núi thấy ngài quán âm làm như thế long dương ở dưới biển đông thấp thỏm lo sợ biển đại cù rộng lớn diễm lệ vốn là kho báu của long dương làm sao có thể để cho ngài quán âm lập đạo tràng ngay bên cạnh kho báu của mình được thế là đông hải long dương bèn nổi gió to dậy sóng lớn che lấp những đỉnh núi phá rối khiến cho ngài quán âm đếm đi đếm lại mà đếm hoài không xong ngài quán âm hiểu rất rõ nguyên do nhưng ngài cũng không muốn tranh đua cao thấp với long dương nên mau mau rời đi chỗ khác về sau người ta đặt tên cho đỉnh núi cao ấy là quán âm sơn bồ tát quán âm rời cù sơn tiếp tục tiến tới phía trước tìm kiếm đột nhiên thấy một hòn đảo nhỏ ngay dưới mắt mình non xanh nước biếc có những tảng đá linh ngạo nghễ đứng thẳng thật là một nơi lý tưởng để thuyết pháp truyền kinh ngài lập tức thâu mây lành về bước xuống đài sen ở địa điểm cao nhất của hòn đảo nhỏ ngồi xếp bằng và cẩn thận đếm những đầu núi nhưng từ phải đếm sang trái, từ trái đếm trở về phải, đếm trọn một dòng, rồi đếm tới đếm lui, mà cuối cùng vẫn chỉ có 99 đầu núi mà thôi. Ngài quán âm vô cùng tiếc sẻ, quyến luyến không muốn rời, bước lên đài sen cởi mây lành đi từ trên tận mây cao quay đầu nhìn lại hòn đảo nhỏ ngài định thần đếm lại một lần nữa thì lần này đếm được một trăm đầu núi không dư không thiếu thì ra hồi nãy ngài không cẩn thận quên đếm ngọn núi nơi mình đang ngồi ngài định quay trở lại nhưng nghĩ rằng trên biển đông có hơn một ngàn hòn đảo lớn nhỏ lẽ nào lại chẳng có chỗ khác làm cho mình mãn ý hơn nên hướng về phía đông tìm một ngôi Phật địa khác. Hòn đảo này dầu sao cũng được Ngài Quán Âm dừng chân nên người sau đặt tên là đảo Sống Phật, nghĩa là Phật Ba Đảo. Ngài Quán Âm rời đảo Sống Phật, cưỡi mây liên hoa vừa bay vừa nhìn xuống và cuối cùng đến Phổ Đà Sơn. Nhìn chung thì thấy núi sông chầu mặt trời, trên núi sương mai lượn lờ, có những cây chương cổ thụ tỏa hương, có những dòng suối biếc sóc sách, các vàng ống ánh trải trên bờ biển. Ngài quán âm rất vừa ý, dội thâu mây lại bước xuống chỗ cao nhất của đảo. Lần này Ngài rất thận trọng. Bắt đầu đếm từ ngọn núi dưới chân mình, đếm đi đếm lại mấy lần mà cuối cùng vẫn chỉ có 99 đầu núi mà thôi. Ngài nghĩ có thể cũng giống như lần trước mình đã quên đếm đầu núi ngay dưới chân mình chăng? Vì Ngài quá ưa thích hòn đảo này nên chẳng có tâm trí đâu để suy nghĩ kỹ, bèn cộng thêm đầu núi mình đang ngồi với 99 đầu núi kia, thế là gom vừa chẳng 100 đầu. Ngài hài lòng cười lên, thế là phổ đà sơn được Ngài tuyển chọn. Về sau chùa chiền A Miếu được cất trên đảo càng ngày càng nhiều, có một thời lên đến hơn 300 ngôi. Từ đó Phổ Đà Sơn trở nên quán âm đạo tràng Hải Thiên Phật Quốc. Kỳ thật, quán âm đại sĩ thừa biết rằng đảo Phổ Đà không có đến 99 đầu núi, chứ đừng nói gì tới 100 đầu, chỉ vì Ngài quá ưa thích hòn đảo nhỏ xinh đẹp đầy linh khí này nên mới ở lại thế thôi. 2. Quán âm khiêu Quán âm đại sĩ ở núi Phổ Đà đọc kinh thuyết Pháp và tu thành Phật rồi bèn đi đến Tây Phương cực lạc tham bái Như Lai. Mới đó mà 81 ngày đằng đẳng đã trôi qua. Hôm ấy, Ngài quán âm rời lôi âm tự, bước lên đài sen, gió thổi mây bay, đưa Ngài trở về đạo tràng của mình. Khi Ngài ở trên không nhìn xuống biển Liên Hoa, thì thấy trên núi Phổ Đà có khí độc mịt mù, cây khô cằn, lá vàng úa. Thắng cảnh Nam Hải ngày xưa tươi đẹp bao nhiêu, thì nay đã trở thành một ngọn núi trọc, bao bọc bằng một màn chướng khí dày đặc. Ban đầu, ngài không thấy rõ ràng nguyên nhân của sự thay đổi ấy bèn đáp xuống núi Lạc Ca. Thì ra, trong 81 ngày mà ngài Quán Âm đã vắng mặt để lên Tây Phương Cực Lạc tham bái Như Lai thì ở cõi Trần Gian thời gian ấy dài bằng mấy trăm năm. Trong thời gian đó, có một con rắn lửa đã thành tinh, Hồng Xà tinh tự động dân dụ của đảo Đông Phúc đến chiếm cứ phổ Đà Sơn và tự xưng mình là Sa Dương. Hồng xà tinh này thân đỏ như lửa, mắt như hai ngọn đèn pha, miệng thì như cái thúng lúa. Nó chỉ ngáp một cái là toàn đảo nồng nặc chướng khí đen nghịch. Hắn còn thích du ngoạn đó đây trong đảo để giết hại sinh linh. Ngày hôm sau, Ngài Quán Âm đi tìm con xà tinh thì thấy từ xa có một người đàn ông mặt đỏ tự động phạm âm bước ra. Người đàn ông này tiến đến trước mặt Ngài Quán Âm dùng giọng thô lỗ mà hỏi Ê! Người đến đảo rắn để làm gì? Thấy thái độ của hắn như thế, ngài quán Âm biết ngay, đây là hóa thân của hồng xa tinh, bèn nhẫn nại thi lễ và hỏi. Ông hẳn là xà tiên rồi, tại sao lại đến chiếm Phật môn thánh địa của ta, rồi còn làm hại sinh linh nữa? Xà tinh trợn mắt gầm lên, ta ở trên đảo này đã hơn mấy trăm năm, sao lại dám nói ta chiếm đất Phật của ngươi. Quán âm thấy hắn lộ tướng hung dữ, giọng điệu ngạo mạn, biết rằng không thể nói phải trái cho hắn nghe được. Ngài nghĩ, con xà tinh này, nóng nảy lỗ mãn, sao ta không dùng chút mưu kế để bắt hắn thần phục. Nghĩ thế rồi, ngài quán âm mới dùng lời nhã nhặn mà nói. Nguyên quán của ông vốn ở động dân dụ, bây giờ lại đến phổ Đà Sơn chiếm cứ hai nơi như thế thì có ích gì? Thôi, bây giờ xin ông phương tiện cho tôi mượn phổ Đà Sơn để dựng chùa thuyết pháp được không? Hồng xà tinh thấy thái độ hòa nhã của ngài quán âm, nghĩ rằng mình có thể tự tung tự tác bèn nói. Dù mượn núi thì có thể điều đình với nhau được, nhưng chỉ được mượn trong một thời gian ngắn thôi không được mượn lâu không mượn lâu không mượn lâu đâu mà vậy thì mượn bao giờ trả ngài quán âm cười bao giờ không còn tiếng mỏ trên núi phổ đà và sóng không còn vỗ trên bãi cát thiên bộ xa thì ta sẽ trao trả đảo lại cho ông con xà tinh nghe thế đùng đùng nổi giận thế mà dám nói là mượn rõ ràng muốn chiếm đảo rắn của ta đây mà không cho mượn không cho mượn người hãy đi khỏi núi lạc ca này mau lên nói xong hắn quay mình bỏ đi nhưng ngài quán âm đâu chịu bỏ cuộc ngài vội trận hồng xà tinh lại hỏi không lẽ núi lạc ca cũng là của ông luôn sao hồng xà tinh trả lời thì từ trước tới giờ phổ đà Lạt ca vốn là một ngọn núi bộ ngươi không biết sao ngài quán âm thấy hồng xà tinh nổi giận cố ý trêu tức thêm ông luôn miệng nói phổ đà sơn là của ông vậy ông lấy gì làm chứng hồng xà tinh dương dương tự đắc trả lời tại vì chân thân của ta có thể quấn đảo này đúng một vòng ngài quán âm nắm lấy cơ hội tiến đến một bước nói khích thân ông dài chừng ấy sao ta không tin ông thử quấn một vòng cho ta xem con hồng xà tinh muốn phô trương bản lĩnh của mình không hề thấy dụng ý của ngài quán âm bèn rùng mình một cái biến thành một con rắn thật to trong nháy mắt hắn giãn thân ra càng lúc càng dài ven theo chân núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu làm một dòng chu di của núi phổ đà không bao lâu thì đầu đuôi của hắn tiếp giáp với nhau ngài quán âm nhẹ nhàng dùng chân đạp xuống một cái khiến núi lạc ca tách ra khỏi phổ đà thật xa từ đó phổ đà và lạc ca trở thành hai ngọn núi khác nhau chờ hồng xà tinh dùng thân quấn xong một dòng phổ đà sơn đầu đuôi gặp nhau rồi ngài quán âm đứng trên núi lạc ca cất tiếng cười khanh khách nói với hồng xà tinh rằng ông nói phổ đà và lạc ca chỉ là một ngọn núi sao ông quấn một dòng phổ đà mà chưa quấn tới lạc ca hồng xà tinh ngóc đầu lên nhìn quả nhiên thấy núi lạc ca rất xa núi phổ đà biết mình đã bị mắc mưu không phục mà nói không tính không tính để ta quấn lại một dòng ngài quán âm đưa ra một cái bát bằng vàng không cần ông quấn một dòng núi phổ đà lạc ca nữa nếu ông có thể quấn một dòng cái bát bằng vàng này thì ta nhường phổ đà sơn cho ông đó Hồng xà tinh nhìn cái bát vàng nói một cách khinh miệt. Hừ, chuyện đó thì có khó gì Nói xong hắn lại biến thành một con rắn lửa, chỉ thấy con rắn lăn một vòng trên mặt đất, sột soạt một tiếng, thân hắn co nhỏ lại dần, rồi nhẹ nhàng tung người lên cuộn trên miệng bát một vòng. Ngài quán âm lợi dụng thời cơ, lấy ngón tay khẽ bún hồng xà tinh rơi vào bát cái bộp, rồi dùng tay đậy miệng bát lại, khiến con rắn không còn hơi để thở, hỗn hển luôn miệng kêu cứu quán âm đại sĩ tha mạng đại sĩ tha mạng ngài quán âm suy nghĩ một lúc rồi nói được tha cho ngươi một con đường sống nhưng ngươi hãy trở về động dân vụ nói xong ngài thả hồng xà tinh xuống biển hồng xà tinh lại cầu xin động dân vụ đã không có mây cũng không có sương mù, lại hoang du, một năm bốn mùa mặt trời như thiêu như đốt, thật khó cho tôi nương náu. Xin đại sĩ cho tôi ở chỗ khác. Ngài quán âm thuận tay bẻ một đóa hoa sen, tung lên không trung, đóa sen biến thành một án mây hình hoa sen, ngài nói với hồng xà. Người mà biết cải tà quy chính thì án mây hình hoa sen này sẽ che nắng cho người hoài, còn nếu làm ác trở lại, ta sẽ không dùng thứ. Hồng xà tinh khấu đầu bái tạ theo án mây mà trở về động dân dụ. Cho đến nay, án mây hình hoa sen này vẫn còn lãng đảng trên nền trời của động dân dụ. Ngài quán âm đuổi được con rắn lửa rồi, bèn tung người lên nhảy từ núi Lạc Ca, đáp xuống núi phổ đà trên tảng đá mà ngài đáp xuống hiện nay còn lưu lại một dấu chân thật sâu đậm mọi người gọi tảng đá đó là quán âm thiêu ba long nữ bái quán âm trong những hình tượng của quán âm đại sĩ thường có một cặp đồng nam đồng nữ đứng hai bên đồng nam tên là thiện tài đồng nữ tên là long nữ long nữ vốn là con gái út của long dương ở biển đông hải xinh xắn thông minh được long dương cưng chiều hết mực một hôm long nữ nghe nói ở nhân gian có lễ rước đèn rất nhiệt náo cô bèn nằng nặc đòi đi xem long dương lắc đầu bộ râu rồng rung rung Chỗ đó đất lạ người lại hỗn tạp, con là công chúa rồng, không thể đến nơi ấy. Long nữ hết nhõng nhẽo đến giả bộ khóc lóc, nhưng Long Dương vẫn không nhường. Cô bé chu chiếc miệng nhỏ xíu nghĩ thầm. Phụ Dương không cho phép, nhưng con vẫn cứ đi vào canh hai long nữ lẻn ra khỏi thủy tinh cung không một tiếng động biến thành một cô gái đánh cá xinh đẹp bước lên ánh trăng thanh thang hướng đến chỗ rước đèn náo nhiệt kia đó là một thị trấn chuyên nghề đánh cá ở ngoài đường đèn lồng vô số kể có đèn con tôm đèn con cua đèn con sò đèn con ốc biển và cả đèn san hô nữa Long nữ hết quay qua bên phải nhìn, xong quay qua bên trái ngắm, càng nhìn càng ngắm càng vui thích. Tại một ngã tư đường cô nhìn thấy hết đèn con cá này tới đèn con cá khác, hết núi đèn này tới núi đèn khác, muôn màu muôn sắc sáng rực chói lọi, thật là hứng thú nên cô đứng trước một ngọn núi đèn mà ngắm nghía một cách say mê xuất thần. Lúc ấy, từ một cái lầu cao bên đường, có người hắt xuống nửa chén trà lạnh. Nước trà quái ác không hắt xuống bên này hay bên kia, mà lại nhắm đúng đầu của long nữ mà hắt xuống. Lòng nữ giật bắn người la oai oái. Số là, một khi công chúa rồng biến thành một thiếu nữ, nếu chạm phải nước thì phải hiện lại nguyên hình. Lòng cô nóng như lửa đốt, sợ rằng giữa đường mà hiện tướng rồng thì mưa to gió lớn sẽ nổi lên, các ngọn đèn lồng muôn màu muôn sắc sẽ bị hư hoại hết. Vì thế, không đếm xỉa tới cái gì khác nữa, cô gắng sức lách ra khỏi đám đông, chạy về phía bờ biển. Vừa tới bãi cát có tiếng phù phù gian lên và long nữ lập tức biến thành một con cá rất lớn nằm sóng xoài trên cát vô phương động đậy không bao lâu sau có một anh ngư phủ đến bãi cát thấy con cá to lớn toàn thân dãy màu vàng kim óng ánh liền bắt lấy vác ra chợ rao bán chiều hôm ấy đang ngồi chơi trong rừng trúc tím quán âm đại sĩ nhìn thấy rõ ràng những gì đã xảy ra ở thị trấn kia nên khởi từ bi tâm Ngài nói với thiện tài đứng bên cạnh, Còn hãy mau đến thị trấn đánh cá mua một con cá lớn đem ra biển phóng sinh. Thiện tài khấu đầu bạch, Bồ Tát ơi, đệ tử lấy đâu ra tiền mà mua cá? Quán âm bật cười dạy, còn bốc một nắm trò trong lư hương là được. Hiện tài gật đầu dội vàng chạy về quán âm diện bốc một nắm tro bước lên một đóa hoa sen và dung dút lướt như bay về phía thị trấn đánh cá lúc ấy anh chàng ngư phủ kia đã vác cá ra đến đường cái rồi mượn một cái rìu sửa soạn chặt đầu cá để bán lẻ đột nhiên trong số người đang dây quanh nhìn có một cậu bé chỉ vào mắt con cá mà kêu lên con cá đang khóc kìa con cá khóc mọi người nhìn kỹ quả nhiên từ đôi mắt cá tuôn xuống hai hàng lệ châu lóng lánh điều ấy khiến cho người nhìn phải kinh ngạc và cảm động có người cho là kỳ quái có người thì tán thán tiếng bình luận lao xao nổi lên tứ phía anh chàng ngư phủ sợ rằng của trên trời rơi xuống mà mình mới nhặt được sẽ biến thành mây khói. Bèn dội vàng dung chiếc rìu lên toàn chém xuống, thì đột nhiên từ phía sau lưng có tiếng người kêu lên. Đừng chặt, đừng chặt. Người ta chỉ thấy một chú sa di nhỏ chạy đến vừa thở hỗn hển vừa nói. Tôi muốn mua con cá này. Vừa nói chú vừa dúi một nắm bạc vào tay anh chàng ngư phủ và luôn miệng hối anh ta giác cá ra bờ biển trở lại. Anh chàng ngư phủ vui mừng thầm nghĩ. Đúng là tiền lời, số ta hôm nay hên quá. Ta giác cá ra bờ biển, rồi biết đâu khi chú tiểu quay lưng đi, cá lại rơi vào tay ta trở lại như trước anh chàng vác cá đi theo chú tiểu ra bờ biển và thả cá xuống nước con cá vừa chạm nước biển thì lập tức quẩy mình khiến bụi nước bắn tung lên và bơi ra thật xa thật xa ra tới ngoài khơi rồi cá mới quay mình lại hướng về phía chú tiểu mà gật đầu rồi biến mất trong nháy mắt anh chàng ngư phủ thấy cá đã bơi ra xa rồi mới bỏ ý nghĩ bắt cá lại kiếm chát bèn móc túi lấy bạc ra đếm nào ngờ mới mở lòng bàn tay ra thì bạc kia liền biến thành tro nhang hắn quay đầu lại tìm chú tiểu nhưng chú tiểu cũng đã cao bay xa chạy rồi trở lại long cung từ khi khám phá công chúa nhỏ đã biến mất cung trong cung ngoài gì cũng đều loạn lên như cái tổ ong. Long Dương giận đến nỗi râu rồng dựng đứng, thừa tướng rùa cuốn quýt duỗi đầu cổ ra thật dài. Tướng quân sò giữ cửa sợ đến nỗi phun bọt trắng loạn xạ, và các cung nữ tôm ngọc cứ khom lưng mà rung lẫy bẩy, Cứ thế hỗn loạn cho đến khi trời sáng. Long Nữ về tới Thủy Tinh Cung, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Long Dương tức giận vì con gái út tự tiện đi ra ngoài, vi phạm quy luật của cung đình, hầm hầm mắng cô một trận rồi còn nghĩ rằng chuyện này mà đến Tài Ngọc Hoàng thượng đế thì thế nào cái tội vậy con gái không nghiêm cũng sẽ rơi lên đầu. Trong cơn tức giận, Long Dương đang tâm đuổi con gái ra khỏi Thủy Tinh Cung. Long nữ đau khổ cùng cực, biển đông mang mang, biết đâu là chỗ dung thân. Cuộc khóc tức tưởi bơi đến biển liên hoa. Tiếng khóc của cô vọng đến rừng trúc tím. Bồ Tát Quán Âm nghe thấy biết ngay là Long Nữ đã đến, bèn sai thiện tài đi đón Long Nữ về. Thiện tài tung tăng nhảy nhót đến trước mặt Long Nữ hỏi. Long Nữ muội muội có nhận ra chú tiểu hôm nọ không long nữ vội vàng chùi nước mắt đỏ mặt nói huynh là ân nhân cứu mệnh tiểu muội làm sao tiểu muội không nhận ra được nói xong liền khấu đầu lễ thiện tài đưa tay kéo long nữ dậy đi chúng ta đi bồ tát quán âm bảo huynh đi đón muội về đó thiện tài và long nữ nắm tay nhau chạy về rừng trúc tím Long nữ thấy Bồ Tát Quán Âm đoan tọa trên tòa sen liền sụp xuống lễ. Bồ Tát Quán Âm rất mến thương Long nữ nên để cho hai anh em ở chung trong động đá Triều Âm cách đó không xa. Về sau, người ta gọi động đá này là Thiện Tài Long Nữ Động. 4. Chữ Tâm Trên Đá hay Quán Âm Độ Thiện Tài từ nhỏ, thiện tài là đứa trẻ không cha không mẹ. Sống rất khổ sở, phải gánh nước đi bán mà sống. Cậu nghèo thật là nghèo, nghèo đến nỗi không có lấy một cái thùng mà phải lấy da trâu mỏng, lót kính hai cái giỏ tre để đựng nước mà gánh. Một hôm, thiện tài đến bờ giếng múc nước, bỗng nhiên nghe tiếng kêu ôm ôm. Thiện tài, bớ thiện tài. Thiện tài nhìn sang bên trái không thấy ai, nhìn sang bên phải cũng chẳng có bóng người. Cậu tưởng mình nghe lầm, bèn gánh giỏ tre bỏ đi, nhưng không ngờ tiếng kêu lại vang lên nữa. Bớ thiện tài, tôi đang ở trong giếng đây cứu tôi với tôi sẽ báo đáp cho cậu xứng đáng thiện tài là một đứa trẻ rất tốt bụng nghe nói ở dưới giếng có người đang cần cậu giúp cậu bèn nhảy ùm um xuống nước ngay cậu mở to mắt nhìn quanh trong ánh sáng lung linh dưới đáy giếng cậu thấy có một khoảng trống rộng rãi nhưng chẳng thấy ai cả cậu mò bên trái, mò bên phải giữa hai khe đá mới mò thấy một chiếc bình nhỏ đèn dớt lên dặn nắp bình nhưng dặn hoài không ra, lắc thật mạnh thì cũng không nghe gì cả, thì ra đó là một chiếc bình không. Cậu đập mạnh cho bể, xoáng một tiếng, từ trong bình bay ra một cụm mây đen như mực, cụm mây kết lại thành một người to lớn dạm dở, toàn thân đen như lọ nồi, nhảy ra trước mặt thiện tài nói lớn. Cậu đã cứu tôi ra khỏi bình. Thiện tài gật đầu. À, đúng rồi đó. Người ấy vội quỳ xuống đất hướng về thiện tài mà lại ba lại. Thiện tài vội ngăn lại đừng lại, đừng lại, ông là ai? Gã đen khổng lồ nói, tôi là Hắc Xà Tinh. Năm trăm năm về trước, Bồ Tát Quán Âm nhốt tôi trong bình và luyện bình xuống biển Liên Hoa. Ai ngờ, biển Liên Hoa thông với đáy giếng này, nên sóng nước đã đẩy cái bình đến đây. Vậy sao? Thôi, ông hãy đi đi, tôi đi gánh nước đây. Thiện tài nói xong bèn đặt đòn gánh lên vai toàn bỏ đi chờ một chút thiện tài ngoảnh đầu lại nhìn thấy xà tinh lè cái lưỡi đỏ như máu ra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thiện tài giật mình sợ hãi ông ông muốn gì xà tinh đáp ta bị nhốt trong bình suốt năm trăm năm không ăn không uống bây giờ đói muốn chết đây mi đã làm ơn thì làm ơn cho trót hãy để cho ta ăn thịt mi đi thiện tài thu hết can đảm đáp. Hồi nãy, ông nói, sẽ báo đáp cho tôi xứng đáng. Tại sao đã không giữ lời, còn muốn ăn thịt tôi? Xà tinh nói một cách đắc ý. Mỹ phải biết, lấy oán báo ơn là cách đền ơn xứng đáng nhất. Thiện tài phẫn nộ nói. Nói bậy, thiên hạ đâu có cái loại lý lẽ gì kỳ cục vậy. Xà tinh ngước mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười của hắn làm cho cuồng phong nổi lên, gió thổi cây đổ nhà sập, thổi luôn thiện tài ngã nhào xuống đất, khiến cậu sợ hãi tê điếng cả người. Xà tinh trợn trừng mắt, há miệng thật to, tiếng từng bước, từng bước, đến gần thiện tài nói Đói thì muốn ăn thịt người là một lẽ phải, hiểu chưa? Mì sắp sửa chết rồi, còn gì nói nữa không? Thiện tài từ dưới đất lồm còm bò dậy lại thu hết can đảm mà nói Chết thì phải chết cho chính đáng, ăn cũng phải ăn cho có lý ta phải đi tìm người làm trọng tài phân xử xem lý của ai đúng xà tinh nghĩ trước sau gì ta cũng ăn thịt mi muốn phân xử thì phân xử thế là cả hai cùng đi tìm người phân xử cả hai đi vòng qua một lối rẽ vượt qua một con đường núi đi hoài đi mãi đột nhiên từ dưới chân núi vọng lên tiếng cãi cọ thiện tài chạy xuống dốc núi nhìn thì ra có một ông lão đứng dưới một gốc cây tay cầm rìu dáng vẻ giận dữ thiện tài chạy đến hỏi thưa cụ cụ đang làm gì vậy cây không ra quả nữa thì chặt phứt đi làm củi đốt lửa chứ để làm gì thiện tài nhìn xung quanh chỉ thấy có mỗi một mình ông lão bèn hỏi thưa cụ hồi nãy cụ cãi lộn với ai vậy ông lão đáp ta muốn đốn cây mà cây không cho ta đốn nên ta cãi lộn với cây đó cây ăn quả đột nhiên nói lúc tôi còn trẻ tôi cho quả đầy cây quả vừa thơm vừa ngọt ông ta ăn không hết còn đem bán lấy được nhiều tiền bây giờ ông ta chê tôi già không ra quả nhiều nữa nên đòi đốn tôi đi cậu nghĩ xem lý lẽ gì lạ vậy ông lão nói cây do ta trồng ta muốn đốn thì đốn đó mới chính là lẽ phải cây ăn quả không đồng ý trả lời đó là ông lấy oán báo ân lấy oán báo ân thì đã sao ta cứ đốn. Ông lão nói xong, dung rìu lên, ầm một tiếng, cây ăn quả bị đốn ngã xuống đất. Xà tinh thấy thế vui quá, cười lên ha hả, nói với thiện tài. Đó, mày nghe thấy chưa? Lấy oán báo ân mới là lẽ phải, bây giờ mày chịu thua rồi chứ. Thiện tài vội vàng nói. Khoan đã, khoan đã, người ấy thì nói có lý. Người thì nói vô lý Có lý hay vô lý Đều chưa rõ ràng Chúng ta phải tìm một người khác phân xử Sa Tinh nói Dù sao thì Mì cũng không thoát khỏi tay ta Muốn kiếm người phân xử nữa thì cứ kiếm đi Thế là cả hai lại đi tiếp Ra khỏi rừng cây ăn trái Đi hoài đi mãi đi tới một bờ sông nhỏ, thấy một con ếch xanh rất lớn nổi trên mặt nước, miệng kêu oa oa. Thiện Tài vội vàng chạy đến bờ sông kể lại mọi sự cho ếch nghe, nhờ ếch phân xử xem đâu là lẽ phải. Con ếch nghe xong, bịch một tiếng nhảy lên bờ rồi ra sức kêu to. Bớ xà tinh, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, nếu còn làm ác, họa dán lên đầu. Xà tinh nghe vậy giận đùng đùng lòi cả hai con mắt ra ngoài gầm lên rằng. Còn ếch nhỏ mọn kia, đừng có nói bậy, mi tài giỏi bao nhiêu, mà dám dạy đời ta hả? Coi chừng, ta ăn thịt mi trước bây giờ. Thiện tài vội vàng chen vào giữa ngăn lại. Thôi đừng đừng đừng, đừng có giận cá chém thớt rồi đòi ăn thịt con ếch. Sa tinh đẩy thiện tài ra, tiến lại phía con ếch một cách hung tợn. Con ếch bay lên trời rồi, bỏm một tiếng, lặn xuống đáy sông mất hút. Sa tinh không bắt được con ếch thì giận dữ vô cùng, trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu như máu, mở miệng toát hoát bày răng nanh ra cười gằn. Thiện tài ơi! mi còn nói gì nữa thì nói đi để ta ăn thịt mi cho rồi Thiện tài sợ quá vội vắt dò lên cổ mà chạy trốn Thiện tài chạy xà tinh đuổi thế như sắp bắt kịp rồi nào ngờ không biết từ đâu xuất hiện ra một cô gái nhỏ xông ra che chở cho thiện tài thiện tài thấy cô vội vàng đem mọi sự kể lại nhờ cô phân xử Cô gái nhìn xà tinh từ đầu tới chân rồi lắc đầu nói. Tôi không tin, một cậu bé con như thế, làm gì cứu nổi một vị khổng lồ như ông từ dưới giếng lên. Xà tinh dội vàng biện hộ, thiệt mà thiệt mà. Năm trăm năm trước, Bồ Tát Quán Âm trách tôi tàn hại sinh linh, vi phạm giới luật của Phật nên nhốt tôi trong một cái bình nhỏ. Cô gái cười gian ai chà chà tính ác của ngươi không chừa bộ không sợ bồ tát quán âm phạt ngươi một lần nữa hay sao sa tinh lắc đầu bồ tát quán âm á hả ở tận nam hải phổ đà sa lắc làm sao biết được mà phạt cô gái lấy một chiếc bình nhỏ ra để trong lòng bàn tay sa tinh nhìn thấy giật mình kinh hoàng hả tĩnh bình đột nhiên cáp dạng tia sáng bắn ra từng án từng án mây lành kết lại cô gái nhỏ biến thành bồ tát quán âm xà tinh thấy tình thế không ổn bèn vội vàng biến thành một cụm mây đen bay lên không trung mà trốn ngài quán âm đưa tay lên tịnh bình bèn cưỡi một án mây ngũ sắc bay lên đuổi theo mây đen chạy, mây ngũ sắc đuổi, đấu pháp với nhau trong không trung tưng bừng. Từ từ, mây đen chống đỡ không lại, biến thành một làn khói xanh, phất phơ phất phới, chui vào trong tịnh bình. Ngài quán âm thâu tịnh bình về nói với thiện tài rằng, Tuy con là người hiền lành, nhưng xem ra con không biết phân biệt người thiện với người ác thôi còn hãy theo ta về núi phổ Đà mà tu tập nha. Thiện tài mừng khấp khởi, quỳ xuống đất liên tục dập đầu bái tạ và từ đó trở thành thiện tài đồng tử. Ngài quán âm trở về phổ Đà sơn nhốt hát xà tinh dưới một tảng núi đá ở tây thiên. Còn ếch xanh thấy vậy bèn nhảy phốc phốc đến gần xà tinh kêu oa oa để thử tâm xà tinh. Cho đến nay xà tinh vẫn còn bị giam ở dưới chân núi đá, chỉ có thể ngẩng dài cổ ra nhìn con ếch xanh ngóc đầu ưỡn ngực một cách hàng học nhưng không dám làm điều gì săn bậy. Về sau có người khắc một chữ tâm thật lớn trên tảng đá ở đằng trước đầu rắn, đó chính là tâm tự thạch ý nghĩa là tâm phật tâm rắn thiện ác phân minh năm quán âm độ vi đà vi đà là một vị thiên tướng hộ pháp của phật giáo tương truyền rằng Ngài là một trong tám vị đại thần tướng của Nam Phương Tăng Trưởng Đại Thiên Vương, một trong bốn đại thiên vương, và là người đứng đầu 32 vị thần tướng thuộc quyền của bốn đại thiên vương. Tượng của Ngài thường ở dưới dạng một người trai trẻ, thân mang áo giáp mũ sắt hoặc một tay án chày kim cương hoặc hai tay nâng chày lên đứng trong điện thiên vương đầu lưng với phật di lặc và đối diện với phật thích ca mâu ni tại sao vi đà lại được thờ ở thiên vương điện đầu lưng với phật di lặc và đối diện với phật thích ca đó là vì ngài đã từng lập công trạng rất lớn trong việc diệt giặc bảo hộ phật pháp vi đà trong thánh điển phật giáo còn được gọi là thần hành thái bảo vì ngài nổi danh là có tài đi như bay tương truyền lúc như lai nhập niết bàn có một con quỷ mệnh danh là nhanh như chớp đến trộm hai cái răng của phật rồi chạy mất vi đà cấp tốc đuổi theo không lâu sau bắt kịp tên cướp lấy lại răng phật từ đó vi đà trở nên một vị thần hộ pháp nổi danh lúc còn trẻ vi đà là một chàng trai anh tuấn uy phong lẫm liệt ăn mặc như một võ tướng nên được tạo tượng khá giống các dũng tướng trung quốc như triệu dân mã siêu vi đà cũng là hộ pháp của bồ tát quán âm nếu ngài tu thành chính quả cũng là nhờ sự giáo hóa của bồ tát vậy hồi xưa vi đà là một chàng thanh niên sống ở nông thôn gian bờ sông lạc dương thuộc phủ tuyền châu tỉnh phúc kiến cậu là người siêng năng lanh lẹ và tốt bụng thông minh tài giỏi nổi tiếng là một người thợ khéo trong dùng nhà cậu ở bên bờ sông lạc dương sông này rất rộng nước chảy xiết vì không có cầu bắt ngang nên dân chúng hai bên bờ qua lại rất gian nan phải lệ thuộc vào những chiếc thuyền chở khách. Bởi vì nước chảy xiết và trũng nước xoáy lại nhiều, lúc trời tốt qua sông đã không an toàn, mà khi mưa to sóng lớn hay bão bùng thì lại càng nguy hiểm hơn nữa, nên nạn lật thuyền rất thường xảy ra, người tán thân vào bụng cá cũng không phải là ít. Vi Đà đã bao lần chính mắt trông thấy những thảm cảnh lật tàu thuyền như thế, bèn lập nguyện xây một cây cầu bắc ngang sông, nên trong mấy năm trời, ngày bán giày cỏ, đêm đi đập đá để dành từng đồng từng cắt. Lúc cậu sắp sửa xây cầu, thì Bồ Tát Quán Âm dân du ở phủ Tuyền Châu và Ngài có một đoạn nhân duyên với Vi Đà từ đó. Mùa xuân năm ấy, một hôm, Bồ Tát Quán Âm tay cầm tịnh bình chân đạp mây lành, đứng trên không trung nhìn xuống sông Lạc Dương, bỗng nhiên nghe vọng lên tiếng la khóc cầu cứu. Ngài cuối xuống thấy dưới chân mình có dòng sông lớn, cuồn cuộn trào dân, một ông lão lái đò đang chèo thuyền sang sông và chiếc thuyền đang bị dòng nước xiết kéo tới một con nước xoáy. Ông lái thuyền cuốn cuồng chống đỡ, nhưng chiếc thuyền bị con nước xoáy làm cho quay mòng mòng, dường như sắp sửa bị lật, hành khách trên thuyền kinh hoảng trăm bề, đàn bà trẻ con khóc la thảm thiết, tiếng kêu cầu, thấu tới mây xanh và tới tai ngài quán âm. Bồ Tát Quán Âm Đại Từ Đại Bi dội lấy nhành dương liễu từ tỉnh Bình ra ném xuống chiếc thuyền đang lâm nạn trên mặt nước thi thố thần lực áp cho sóng lặng xuống dòng nước giận dữ đang làm cho ba đào cuộn dân nước xoáy trũng sâu đang làm cho con thuyền lắc lư nghiêng ngửa bỗng tự nhiên bình lặng hiền hòa con thuyền nhờ thế được thoát cơn hiểm nạn Dĩ nhiên, ông lái thuyền không biết mình đã được Bồ Tát Quán Âm cứu giúp, thấy con thuyền không còn trồng rành xoay dần và thoát ra khỏi con nước xoáy, thì thở hỗn hển phần thì mừng rỡ, phần thì cố lấy lại can đảm để chèo nốt con thuyền đến bờ đối diện. Khách trên thuyền ai cũng tự cảm thấy mình đã may mắn thoát chết và nhớ lại cảnh nguy hiểm vừa trải qua, ai cũng rùng mình rỡn ốc hơn ai hết ngài quán âm hiểu rõ những ý nghĩ những mong cầu của chúng sinh vì thế ngài lập tức quyết định ra tay làm một điều lợi ích cho dân thế là ngài hạ mây xuống biến thành một cô gái chài lưới trẻ tuổi xinh đẹp bước lên khoang nói chuyện với ông lão chèo thuyền hỏi ông có thể chèo trở về bờ bên kia ngay không lúc đó một vài người dân làng cũng vừa đến và muốn qua sông ông lão còn chưa lấy lại hồn vía bảo rằng hồi nãy suýt nữa thuyền bị lật thoát được hiểm là một điều may mắn không ngờ dòng sông này nước chảy quá mạnh mỗi lần chèo thuyền tôi đều nơm nớp phập phồng nói thiệt nha bây giờ tôi hãy còn quá sợ không muốn chèo thuyền về bên kia nữa lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao dân làng gấp muốn qua sông xuống nước năn nỉ ông lão ơi ông không đưa thì chúng tôi làm sao về được ông là tay nghề lão luyện ai cũng đặt tin tưởng vào ông xin ông chịu phiền một chút giùm đi ông lão lái thuyền không từ chối được đành để cho bồ tát quán âm cùng một vài người dân làng bước lên thuyền một lần nữa đưa mái chèo hướng bờ đối diện một mặt nói quý vị không biết chèo thuyền trên con sông lạc dương này nguy hiểm tới mức nào đâu Mười năm trở lại đây, ngày nào tôi cũng chèo thuyền, gặp không biết bao nhiêu là cảnh nguy hiểm. Tạm cho là tôi cứng tay nghề nên may mắn, lần nào cũng từ cõi chết trở về được. Trên dòng sông này tôi đã chính mắt thấy vô số con thuyền bị lật, vô số người chết chìm làm mồi cho cá. Tôi già rồi, không còn khỏe nữa, trước sau gì tôi cũng sẽ phải bỏ thuyền bỏ lái thôi bồ tát quán âm bèn xen vào hỏi thưa cụ sông này nước chảy xiết xoáy nước nhiều chèo thuyền quả thật nguy khốn làm sao không xảy ra tai nạn cho được tại sao chúng ta không xây một cây cầu bắt ngang qua sông cháu từ xa tới chỗ cháu ở nếu có dòng sông nào nguy hiểm như thế này cũng đều có cầu bắt qua cả ông lão lấy thuyền thở dài lắc đầu một khách đi thuyền tiếp lời nói Trầm họ ở đây trông mong xây một cái cầu từ lâu rồi quan huyện cũng mấy lần công bố xây cầu nay thì kêu gọi đóng góp tiền tài mai thì yêu cầu đóng góp thóc gạo năm nào cũng ra công bố nhưng mấy năm rồi cầu đâu thì không thấy chỉ thấy hầu bao của quan huyện mỗi năm mỗi phòng to lên thôi ngài quán âm hỏi vậy dân chúng tự mình đứng ra xây cầu không được sao ông lão nghe vậy cười buồn mà rằng nói thì dễ muốn xây cầu thì một là phải có tiền hai là phải có thợ giỏi dân chúng làm gì có chừng đó tiền và cũng làm gì có người đủ tài để đứng ra tổ chức một việc to lớn như thế tuy nhiên cách đây vài năm có một anh chàng tên là vi đà cũng đã từng đề cập tới việc xây cầu đó là một thanh niên có chí lớn cũng là một tay thợ khéo nổi tiếng tài giỏi ở vùng này một hôm thấy tôi chèo thuyền quá nguy hiểm cậu đã nói với tôi là nhất định sẽ xây cầu vậy mà về sau lại không thấy cậu xuất hiện nữa có người nói cậu đang ở nhà để dành tiền chuẩn bị việc xây cầu Mấy năm nay không thấy động tĩnh, có lẽ cậu không để dành được tiền. Chuyện xây cầu thiệt không phải dễ. Quán âm nghe thế bất giác cảm thấy hoan hỷ. Nghĩ rằng ở đây mà có một chàng trai trẻ tuổi như thế, thật là hy hữu. Có cùng một chí nguyện với mình, về sau giao cho anh ta đứng ra tổ chức việc xây cầu không phải là một điều thích hợp lắm hay sao? một người dân bình thường khó mà có thể trù liệu được cần phải có bao nhiêu tiền để xây cầu muốn cho việc xây cầu này thành tựu thì chính ngài phải đứng ra tìm biện pháp mới xong lúc ấy thuyền đã cập bến những người dân làng đã lên bờ và chia tay nhau ai về nhà nấy nhưng cô gái chài lưới không lên bờ mà còn ngồi lại trong thuyền chìm trong suy nghĩ ông lão chèo thuyền cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi cô nương sao cô không lên bờ thưa cụ cô gái chài lưới đáp cháu đang suy nghĩ tới việc xây cầu vừa rồi cụ nói có anh chàng gì đó quyết tâm xây cầu thật là hy hữu nhưng anh ấy một mình kiếm tiền thì chắc cả đời kiếm cũng không đủ tại sao tất cả chúng ta không cùng tìm cách giúp đỡ anh ấy Ông lão lái thuyền đáp, Cách nào bây giờ? Ở đây ai cũng nghèo khổ hết, còn những người tài chủ có tiền thì ai mà chịu cắt nấm ruột của mình ra? Cô gái chài lưới đáp, Cụ à, muốn tìm biện pháp thì không khó, cháu nghĩ trên sông này hễ chưa có cầu là còn có tai nạn, vì thế cháu muốn giúp một tay. Ông lão chèo thuyền nghe thế cảm thấy kỳ lạ cô á hả? Cô có biện pháp nào, trừ phi nhà cô có tiền và muốn làm việc thiện? Cô gái đáp, nhà cháu không có tiền nhưng cháu có biện pháp, chẳng hạn mình có cách nào lấy tiền của nhà giàu không? Ông lão lấy thuyền đáp, lấy tiền của nhà giàu hả? Hừ, nhà giàu, đời nào để cho mình lấy tiền, cô thật khéo mơ tưởng diễn dông. Cô gái dân chài nói, Cụ ơi, cháu có cách này nhưng cần cụ giúp đỡ. Nếu cụ chịu làm chung việc này với cháu, thì mình có thể lấy tiền của nhà giàu được. Nói xong cô gái tới gần, thầm thì to nhỏ vào tay ông lão, khua tay múa chân ra dấu. Còn ông lão thì cứ thế mà gật gù, từ đầu tới cuối. Cuối cùng, ông nói, Được, Vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta bắt đầu thi hành kế hoạch của cô. Hôm sau, vừa dặn đúng ngày mồng 3 tháng 3, đó là ngày hội đình chùa lớn nhất trong năm ở phủ Tuyền Châu, dân chúng từ bốn phương tám hướng đổ dồn về dự hội, người đi người về thật là náo nhiệt. Hôm ấy, ông lão cũng chèo thuyền như mọi ngày, nhưng hôm nay có điểm khác biệt là có một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi trong thuyền, còn ông lão thì cười tươi như hoa, thuyền không cập bến mà lại ngừng ở ngay chính giữa dòng sông. Sông Lạc Dương rộng khoảng 50 thước, thuyền ở ngay giữa dòng sông tức là cách xa hai bên bờ khoảng hai mươi mấy thước ông lão lấy đò cùng cô gái cứ ở giữa dòng sông như thế mà chuyện trò không chịu đưa thuyền về bến người muốn qua sông cứ đứng hai bên bờ mà réo ông lão ơi mau chèo thuyền rước khách chúng tôi muốn qua sông đây nhưng họ kêu mấy cũng mặc họ ông lão không hề mang đến vẫn bình an giữa dòng sông khách chờ thuyền càng ngày càng đông ai cũng nhìn thấy chiếc thuyền của ông lái và ai cũng tò mò không biết ông muốn làm gì và càng đông họ càng ồn ào nhất là khi họ thấy ngồi trên thuyền là cô gái chài lưới có một nhan sắc hơn người cô gái này thật sự lôi cuốn người ta cô mặc một cái áo trên ngắn thêu hoa nhiều màu dưới là chiếc váy màu xanh lá cây nhạt thanh nhã nổi lên trên cái quần màu đỏ sậm đầu bới tóc cao tai đeo khuyên bạc khuôn mặt trái xoan đoan trang diễm lệ da trắng nõn mịn màng mắt như nước hồ thu gợi tình người nào nhìn cô cũng phải khen thầm là đẹp tuyệt trong những người đứng nhìn, có một số là con nhà hào phú, họ nhìn cô gái mà hồn phách điên đảo, thần trí rối loạn, người nào cũng kêu ầm lên. Ông lái ơi, mau trở về, chèo thuyền qua sông. Thấy người chờ càng ngày càng đông, ông lão mới đủng đỉnh đứng dậy nhìn hai bên bờ mà vừa chỉ cô gái dân chài mà nói. Các vị nghe đây, hôm nay tôi không chèo thuyền vì tôi có cô cháu tức là cô nương đây đã đi từ mãi tận tô châu lên đến phủ tuyền châu này cháu tôi năm nay vừa chẳng đôi tám muốn tìm một chàng trai có duyên có số với mình để gá nghĩa trăm năm từ ngày hôm nay trở đi cháu tôi sẽ ngồi trên thuyền nếu có chàng trai nào muốn cưới cô về làm vợ bất kỳ là người nào đều phải tham dự vào cuộc thi này điều kiện duy nhất có là phải ném một đồng tiền đồng hay một đồng tiền bạc về phía cháu tôi nếu ai ném trúng người cổ thì coi như có duyên có số với cổ vậy tôi sẽ đứng đây làm trọng tài mọi người làm chứng tuyệt đối không nói sai lời Lão lấy thuyền nói xong mọi người mới dở lẻ ra. Những người trai trẻ trong đám đông hiểu đây là một cuộc thi ném bạc kén chồng. Họ nhìn cô gái xinh đẹp, Ai cũng nghe tim đập rộn ràng, tinh thần sung mãn, nhất là đám Dương Tôn công tử thì trở nên như điên như cuồng vậy. Đó là những người hiếu sắc và có tiền, họ thấy cô gái này đẹp hơn tất cả những cô gái khác mà họ đã từng gặp nên ai cũng muốn ném tiền trúng người cô ấy để cưới cô về làm vợ, được như thế thì thật là tuyệt vời cô gái ngồi trên chiếc thuyền đang bồng bềnh ngay giữa dòng sông cách hai bên bờ không quá hai mươi mấy thước nhìn thì thấy tợ như gần ngay bên cạnh lo gì ném không trúng những dương tôn công tử người nào cũng thèm rõ giải sốt ruột muốn chính mình là người đầu tiên ném trúng cô nương họ bèn lập tức lấy tiền đem theo tùy thân tranh nhau ném về phía cô gái trong chốc lát những đồng tiền từ hai bên bờ sông bay tới khoang thuyền như mưa tuy nhiên lạ lùng thay tùy bờ không xa và cô gái thấy gần như thể ở ngay bên cạnh và chàng thanh niên nào cũng nhắm cô gái cẩn thận trước khi ném nhưng tiền cứ rơi lên thuyền không có đồng nào trúng được người cô đám dương tôn công tử cảm thấy giống như đang ở trong một canh bạc, hễ hết tiền thì sai người hầu chạy về nhà lấy thêm. Họ cùng nhau tranh giành cãi nhau chí chóe, thi nhau mà ném từng giỏ, từng giỏ bạc dụng. Những đồng tiền ấy chỉ trượt bên cô gái trong đường tơ kẻ tóc, cho nên họ vừa hận, vừa mừng, cho rằng ném lại một lần nữa thì chắc chắn thế nào cũng trúng. Và như thế, họ không ngừng thử ném trở lại, ném cho tới khi trời tối mà rốt cuộc vẫn chưa ai ném trúng được người đẹp. Lúc ấy, ông lão lái thuyền mới nói mọi người là trời đã tối, không thể tiếp tục ném nữa, ngày mai hãy trở lại ném tiếp. Chuyện kén chồng trên thuyền đã làm chấn động cả phủ Tuyền Châu. Một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồn ngàn. Ngày hôm sau, ông lão lại chèo thuyền ra giữa dòng sông và cô gái chài lưới lại ngồi trên thuyền. Người ham vui đến xem càng lúc càng đông, chen lớn nhau ở bên này và bên kia bờ sông, trong ngoài chật nít, hai bên bến phà, huyên náo, giống như một buổi hát xiệt. Những dương tôn công tử chiều hôm qua không ném trúng cô nương, nhưng vẫn chưa mất hy vọng tiếp tục chuyển tiền tới. Những anh chàng này tâm hồn hoàn toàn si mê điên đảo trước nhan sắc của tuyệt thế gia nhân nên tổn phí bao nhiêu cũng không tiếc. Tiền họ ném có thể đông thành bồ, thành sọt vậy. Cứ thế hai ngày liền mà vẫn chưa có ai ném trúng cô nương mà chỉ thấy những đồng tiền cứ rào rào rơi xuống bên cạnh cô xuống tới khoang thuyền lúc Bồ Tát Quán Âm lập kế kiếm tiền bằng cách kén chồng ở giữa dòng sông, Vi Đà cũng nghe nói đến sự việc lạ lùng ấy, nên cũng tìm đến xem khung cảnh huyên náo. Vi Đà là một chàng thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấy cô gái chài lưới trên thuyền cũng bị nhan sắc tuyệt vời của mỹ nhân hớp hồn nên cũng đứng ngay người ra nhìn người ngọc cậu thọc tay vào túi tinh thần cũng có vài đồng tiền tâm cậu bị chấn động nên cũng muốn chen vào ném nhưng lập tức cậu đè nén ý muốn ấy nghĩ rằng bao nhiêu đó người ném mà chưa ai ném trúng mình không nên ném mấy đồng tiền một cách oan uổng thì thôi nên bỏ ý nghĩ ấy đi nhưng vừa dặn lúc ấy có lữ động tân một trong bác tiên cũng dân du đến chỗ này ông nhìn thấy bên dưới người đông như kiến không biết đang có chuyện gì nên đáp mây xuống lẫn lộn trong đám đông người chen vào xem ông biến thành một ông lão tóc trắng như bông mới nhìn cô gái chài lưới trên thuyền liền biết ngay đó chính là bồ tát quán âm và hiểu ngay tự sự nên rất ngầm thán phục phương pháp kiếm tiền của ngài quán âm nhưng đồng thời không khỏi cảm thấy buồn cười thầm nghĩ đại sĩ đại sĩ thật đã khổ công tìm cách làm việc thiện để nghĩ ra một diệu kế như thế nhưng hôm nay Tôi muốn làm cho ngài phải xuất đầu lộ diện chơi. Ngài làm cho con em các nhà hào phú ném tiền một cách oan uổng, không ai có thể ném trúng ngài. Ngài kén chồng như thế đủ để xây cầu rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thật là tôi công cho đám công tử thiếu gia kia quá. Nên tôi muốn xem ngài đối phó làm sao nếu phải làm vợ một kẻ phàm phu. Lữ động tân bèn đưa mắt tìm một anh chàng thanh niên để giúp anh ta ném trúng cô gái chài lưới làm khó dễ Bồ Tát Quán Âm xem sao. Khéo sao, ông lại đứng ngay bên cạnh Vi Đà. Ông thấy anh chàng này phúc hậu lại chính chắn, chứ không phải loại công tử đẻ bọc điều kia, và ông cũng đã bắt gặp động tác móc tiền ra, rồi lại bỏ vào của anh chàng này. Ông nghĩ, được rồi đại sĩ tôi sẽ làm cho anh chàng này ném trúng ngài để xem ngài làm sao thế là ông vỗ dài vi đà cười nói nè cậu cậu có muốn thử một chuyến không vi đà bị hỏi bèn đỏ bừng cả mặt xấu hổ cúi đầu lữ động tân nói cậu không có gì phải xấu hổ trai lớn thì phải có vợ một tuyệt sắc gia nhân như thế đang kén chồng thì không nên bỏ qua cơ hội biết đầu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cậu có duyên có phần với cô ấy thì sao chàng thanh niên nhìn ông lão nói ông ơi cháu cũng muốn thử chứ nhưng nghĩ lại hai ngày vừa qua biết bao nhiêu là dương tôn công tử ném không biết bao nhiêu là tiền mà ném không trúng còn cháu chỉ có mấy đồng bạc trên thân nếu đem ra ném thì chỉ có phí tiền thôi chứ làm sao trúng được hơn nữa mấy năm vừa qua cháu chỉ nghĩ tới có một điều mà thôi đó là làm sao để dành tiền xây cầu tiền kiếm được hãy còn ít lắm cháu không thể tự tiện nghĩ tới vấn đề lấy vợ của cá nhân mình mà đi tiêu phí những đồng tiền này lữ động tân nghe thế cảm thấy rất mến anh chàng này và nghĩ thầm thì ra chàng trai trẻ này cùng có chung một ý nguyện với ngài quán âm thật là hy hữu hy hữu ta phải giúp cho anh chàng ném trúng quán âm đại sĩ phá ngài chơi rồi khi nào ngài biết được và có nổi giận thì cũng dễ gỡ thế bí bằng cách để cho anh chàng này giúp đỡ ngài trong việc xây cầu là xong nghĩ thế rồi lữ động tân nói với vi đà nè cậu để tôi nói cho cậu biết tại sao cô nương này lại kén chồng cô kén chồng bằng cách này là cũng chỉ vì muốn kiếm tiền xây cầu cậu và cô ấy đều có cùng một ý chí nên tôi nghĩ rằng cậu sẽ ném trúng đôi bên kết hôn rồi chung lưng sát cánh với nhau lo chuyện xây cầu không phải là thượng sách sao cậu cứ ném thử đi nếu đúng duyên đúng phận người khác ném mấy cũng không trúng nhưng cậu ném một lần là trúng không tin cậu cứ thử đi mà dù ném không trúng đi nữa thì tiền này xem như cậu tặng cho cô ấy xây cầu chứ có mất mát đi đâu cậu nghĩ tôi nói có đúng không Đúng ngay lúc ấy giọng ông lão lái thuyền giọng tới. Bà con làng xóm ơi, trời đã tối rồi nên hôm nay ngừng ở đây, tôi muốn gác mái chèo về nhà nghỉ. Lữ động tân nghe vậy vội thúc vi đà ném, vi đà cuốn cuồng bèn ném bừa về phía cô gái một đồng tiền có lẽ vì trong suốt hai ngày ngài quán âm dùng thần lực nên tiền không thể nào trúng tới mình ngài nay ông lão chèo thuyền đã ra hiệu ngừng để về nghỉ nên ngài bèn xả thần lực thêm vào lại có lữ động tân cố ý làm cho đồng tiền ném trúng ngài nên ông thổi một cái đồng tiền của vi đà theo hơi thần của ông mà rơi lên người cô gái chài lưới không rơi bên phải không rơi bên trái không rơi ở trên hay ở dưới mà rơi ngay tim của cô lúc ấy ai cũng đã ngừng tay chỉ còn có vi đà ném tiền người đứng hai bên bờ ai cũng thấy rõ ràng thế là sau hai ngày trời cuối cùng cũng có người ném trúng không ai bảo ai mà mọi người đều reo hò nhảy cẩn lên vỗ tay hoan hô giỏi giỏi trúng rồi trúng rồi anh chàng này tốt phước quá bồ tát quán âm giật mình kinh ngạc bị ném trúng một cách bất ngờ nên ngài lúng túng không biết chuyện gì xảy ra bèn nhìn vi đà đang được mọi người hoan hô nhìn thấy rồi ngài giận muốn đứt hơi vì trong đám đông có lữ động tân đang nhìn ngài mà cười ha hả do đó ngài biết ngay là có bàn tay phá rối của lữ động tân có tiếng người kêu ông lái thuyền ơi mau chèo qua đây chú rể đứng ở đây nè bồ tát quán âm rất bối rối nhưng không có cách nào hơn là để cho ông lão chèo thuyền về rước lữ động tân và vi đà lên thuyền một lời đã hứa đâu dễ gì nuốt lại được ông lão lái thuyền nhận ra vi đà mừng rỡ nói với cô gái chài lưới cô nương cậu này chính là anh chàng thanh niên muốn xây cầu đây đúng là trời có mắt đúng rồi đúng rồi đây là duyên trời định lữ động tân nói cô nương à lão phù đặc biệt tới đây để tác hợp cho hai người bồ tát quán âm nhìn lữ động tân như thể ông là con quái vật vừa tức vừa giận mà không thể để lộ ra ngoài mặt tuy nhiên nghe nói rằng anh chàng thanh niên này chính là vi đà người muốn xây cầu thì cũng đổi giận làm vui thầm nghĩ rằng anh chàng này phúc hậu lương thiện lại là một tay thợ đá giỏi để cho anh ta đứng ra xây cầu thì không có gì bằng còn lữ động tân ngài quán âm biết ông là người hay phá phách trêu ghẹo người khác nên ngài cũng không giận nữa mà lại bảo rằng Ông làm việc tốt, tôi xin cảm ơn ông. Nhưng ông đùa lần này là quá lố, không nên đắc ý như vậy. Ông đã gieo gió, thì bây giờ hãy gặt bão Theo tôi nghĩ, ông nên mau nói lên sự thật. Ông lão lái thuyền và vi đà, nghe ngài quán âm và lữ động tân nói chuyện với nhau như thể là người quen biết từ lâu, cảm thấy kỳ lạ, nên hai người đều đứng ngây người ra nhìn lữ động tân nghe ngài quán âm dạy như thế rồi thì cũng không dám đùa nữa và cũng nghĩ rằng mình chỉ nên đùa vừa phải thôi phải mau nói lên sự thật kẻo càng để lâu càng khó xử nghĩ thế rồi lữ động tân bèn nói sự thật cho ông lão chèo thuyền và vi đà nghe khi biết mình đang đứng trước mặt bồ tát quán âm và lữ động tân hai người vừa kinh sợ vừa vui mừng lại nghĩ đến ngài quán âm vì muốn có đủ tiền xây cầu mà phải nhọc tâm nghĩ diệu kế mấy ngày qua thu được tiền đầy cả một khoang thuyền hai người vô cùng kính phục tấm lòng từ bi và trí tuệ của ngài nên khấu đầu lễ bái không ngừng chuyện kén chồng chỉ là một mưu kế của bồ tát tiên và phàm vĩnh viễn cách biệt nên một khi giải thích rồi không có vấn đề gì nữa bốn người đếm xong tiền thu được rồi bồ tát quán âm nói với ông lão lái thuyền và vi đà chuyện xây cầu là chuyện quan trọng nay ta ủy thác cho hai người vi đà là người tốt hãy chịu khó cố gắng thêm chút nữa hiện tại thì số tiền này đủ để xây cầu mong hai người hãy mau tiến hành công việc tranh thủ thời gian để cầu được xây càng mau càng tốt khi nào cầu xây xong ta sẽ trở lại nói xong ngài hiện ra quán âm bảo tướng trang nghiêm rồi cùng lữ động tân lên mây mà đi ông lão lấy thuyền và vi đà được ngài quán âm ủy thác việc này thì ngay ngày hôm sau là bắt tay vào việc làm ngày làm đêm không dám trễ nải không tới một năm sau một cây cầu hùng vĩ tráng lệ được bắt ngang sông lạc dương đúng ngày cầu vừa xây xong quả nhiên ngài quán âm trở lại tuy ngài vẫn xuất hiện dưới lốt một cô gái chài lưới nhưng lần này ai cũng biết đó là bồ tát quán âm giáng lâm nên tất cả đều sụp xuống lễ lại bồ tát nói với mọi người các vị hãy mau đứng dậy, không nên tạ ơn ta. Câu này mà hoàn thành là do sức đóng góp của tất cả quý vị, chính ta mới phải tạ ơn các vị. Bồ Tát Quán Âm chúc mừng việc cầu đã hoàn thành, rồi lên mây trở về Nam Hải. Nhưng trước khi đi, Ngài nói riêng với Vi Đà. Vi Đà, người đã hoàn thành tốt đẹp việc xây cầu, người đã ném tiền trúng ta, vì ta với người có duyên phận ta thấy ngươi là người có tâm thiện lành người có muốn cùng ta về phổ đà sơn không nếu muốn thì có thể ở bên ta mà tu hành cho tới khi thành chánh quả làm thần hộ pháp cho ta nếu không muốn thì cứ ở lại đây vi đà vội vàng đáp Bồ Tát trên cao, vì đà con được Bồ Tát giúp đỡ, một lòng thề nguyện xây cầu viên mãn, cầu xây xong rồi, con luôn tạc dạ ghi lòng tâm đại từ đại bi của Bồ Tát. Nếu được theo Bồ Tát mà tu hành, thì đó là điều vinh hạnh mà con vẫn hằng mơ tưởng, mà không dám nghĩ có thể thành sự thật. Con nguyện theo Bồ Tát về phổ Đà Sơn. Bồ Tát Quán Âm bèn đưa Vi Đà về Phổ Đà Sơn. Một vài năm sau, Vi Đà tu hành thành chánh quả, được phong là thần hộ pháp và được gọi là Vi Đà Thiên Tôn, thời thời khắc khắc đứng trước mặt Bồ Tát Quán Âm để hộ vệ ngài. 6. Quán Âm độ Di Lặc trước khi bồ tát di lặc thành phật ngài là con của một gia đình tài chủ rất giàu có từ nhỏ sinh ra đã trắng trẻo mập mạp suốt ngày cười hà hà đặc biệt tốt bụng luôn luôn đem tài sản trong nhà ra bố thí cho người nghèo khi di lặc lớn lên thì gia sản kết sù kia đã bị đem cho hết sạch sành xanh rồi cuối cùng cả quần áo trên thân cậu cũng bố thí hết chỉ còn lại cái quần duy nhất nhưng cậu không hề hối hận cũng chẳng hề buồn cả ngày mình trần trùng trục vẫn vui vẻ ưỡn bụng mà cười quán âm đại sĩ biết được việc này thì trong tâm rất tán thưởng nhân cách của di lặc nhưng chuyện tai nghe, sao rõ bằng mắt thấy, ngài muốn tự mình thử thách anh chàng thanh niên này, nếu như danh bất hư truyền thì sẽ hóa độ cho cậu ta về phổ Đà Sơn thành Phật. Một hôm, ngài Quán Âm giả trang thành một cô gái nghèo, tìm đến Di Lặc để cầu xin bố thí. Di Lặc thật là khó xử, trên thân chỉ còn có cái quần, ngoài ra không có lấy một vật gì khác. Đứng trước mặt một cô gái, làm sao cậu có thể cởi quần đem bố thí cho cô ta được? Cậu xoa bụng cười hề hề mà rằng, Cô nương chờ một chút, tôi tới nhà mấy người nhà giàu, xin cái gì về cho cô nương nha. Nói xong bèn xoay lưng đi ngay, ngài quán âm nhẹ mỉm cười kêu giật di lạc lại khoan đã bần nữ có hai chậu hoa ở đây tiên sinh một chậu tôi một chậu nếu hoa trong chậu của tiên sinh nở trước thì tôi sẽ không xin tiên sinh bố thí cho gì cả còn nếu hoa trong chậu của tôi nở trước thì tiên sinh phải cho tôi cái gì của chính tiên sinh không được đi xin vật gì của ai khác di lặc nghe xong không đòi hỏi gì hơn vui vẻ cười dài luôn miệng nói được nhưng thật ra trong tâm thì cậu không có một chủ ý gì. Ngài Quán Âm và Di Lặc đến một nơi vắng vẻ, cả hai nhắm mắt ngồi bệt xuống đất trước mặt chậu hoa của mình. Hai giờ trôi qua, ngài Quán Âm hé mắt ra nhìn thì thấy chậu của mình thì không có lấy một nụ hoa, còn chậu của Di Lặc thì có một đóa hoa đã nở rồi. Bồ Tát Quán Âm vẫn cố tình muốn thử Di Lặc nên mới nhẹ nhẹ đổi chỗ hai chậu hoa rồi giả bộ làm ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên rằng hoa trong chậu của tôi đã nở rồi kìa tuy di lặc rất thật thà nhắm nghiền đôi mắt nhưng vẫn cảm biết khi ngài quán âm đổi chỗ hai chậu hoa cậu nghĩ thầm người ta là một đại cô nương ta phải nhường nhịn cô ta chứ có lý gì mà tị nạnh hơn thua cậu bèn mở banh hai mắt cười hề hề tôi thua rồi tôi thua rồi bồ tát quán âm thấy dáng điệu của cậu như thế thì cười tiên sinh thua rồi bây giờ phải bố thí cái gì cho tôi di lặc gãi đầu xoa bụng và cười hì hì cô nương ơi cô nương cũng thấy rồi mà thật ra tôi không có gì để tặng cô nương hết tuy nhiên tôi hãy còn cái giải quần này. Nói xong Di Lặc tháo cái giải quần ra trao cho ngài quán âm, còn mình thì lấy hai tay sách quần vui vẻ cười hoài. Ngài quán âm rất cảm động nên nói thật cho Di Lặc biết mình là ai và chủ ý của mình là gì. Di Lặc đồng ý ngay, theo quán âm đại sĩ về phổ Đà Sơn. Thần hộ Pháp của quán âm diện là Ngài Vi Đà, thấy Bồ Tát quán âm đã về, đi theo sau có một anh chàng thanh niên mình trần trùng trục, lại hai tay sách quần miệng cười hề hề, thì bất giác cau mày, mắt tóe lửa, đưa chày hàng ma lên, khí lực hùng dũng uy nghi chận cửa đại điện nhìn di lặc hét. Đứng lại! bồ tát quán âm thấy di lặc bị trận ở ngoài đại điện thì vội vàng đến giải thích mọi sự cho ngài vi đà nghe lúc ấy ngài vi đà mới ngây người ra để cho di lặc bước vào ngài quán âm nhìn di lặc rồi lại nhìn ngài vi đà nói rằng di lặc miệng luôn tươi cười có thể đón khách thập phương vi đà uy nghi lẫm liệt làm hộ pháp bảo vệ điện phật đúng lắm từ đó trở đi ngài di lặc ngài vi đà và tứ đại kim cương cùng nhau thủ hộ chùa chiền ở thiên dương điện phật di lặc ngồi đối mặt với cửa chính lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ tươi cười hỉ hả bảy quán âm và 18 vị La Hán. Ở chân núi Thiên Thai, khoảng hơn 3 cây số về phía bắc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang. Hiện nay có một ngôi chùa rất nổi tiếng tên là Quốc Thanh Tự. Do Kim Vương Dương Quảng đời nhà Tùy năm khai hoàng thứ 18, tức 598 dương lịch, dân lời trí giả đại sư mà xây nên cũng là tổ đình thiên thai tông của Phật giáo Trung Hoa. Trong giới Phật tử, ngôi chùa thiên thai này vẫn còn nổi danh trên khắp hoàn cầu. Trong Đại Hùng Bảo Điện, chính điện của chùa Quốc Thanh có một bức tượng quán âm từ hàng phổ độ ở ngay trung tâm và ngồi dọc xếp thành hai hàng ở hai bên điện có 18 vị La Hán khắc bằng gỗ liêm từ đời nhà Nguyên. Ban đầu, 18 vị La Hán chính là 18 người thợ đến làm công ở chùa này. 18 người thợ đã tỉ thí với Bồ Tát Quán Âm và thua cuộc nên được Ngài thâu làm 18 La Hán. Sau khi chùa Quốc Thanh được xây lên rồi, Kim Vương Dương Quảng ban cho chùa rất nhiều ruộng đất nên hòa thượng trụ trì phải mướn thợ đến cày cấy trồng trọt, tổng cộng là 18 người. Còn việc cơm nước trong chùa thì có một bà lão rất già, đầu tóc bạc phơ, một tay đảm nhiệm. Các vị tăng trong chùa nói là lúc chùa còn đang xây thì đã thấy bà có mặt ở chùa rồi nhưng hiện nay chùa có 327 vị tăng thường trụ cùng 18 người thợ, bà vẫn còn là người duy nhất lo chuyện bếp nút, thế mà dọn cơm chưa từng một lần trễ giờ, cơm nấu chưa bao giờ khê, cũng chưa bao giờ sống. Bà lão cũng chưa từng ngồi không, ngày ngày phải đi nhặt củi ở gần chùa, rồi chất sẵn thành một núi to ở ngoài cửa, sau đó còn đi trồng rau ở trên núi, trong một miếng đất của chùa các thầy trong chùa từ lớn tới nhỏ ai cũng phải khen ngợi tán thán tính siêng năng cần cù của bà lão sự thật thì bà lão này không ai khác hơn là quan thế âm bồ tát vì kim vương dương quảng muốn xây chùa quốc thanh nên ngài bí mật đến giúp một tay để biến dùng đất này thành một thánh địa nổi danh của phật giáo 18 người thợ là những cậu thanh niên dạm dở khỏe mạnh, hiếu chiến, háo thắng. Họ đến chùa này, ngày ngày ăn cơm của bà lão nấu, vừa thơm vừa ngon, đáng lẽ phải biết mang ơn, nhưng trong đầu lại nảy ra một ý kiến quái gở. Họ thấy bà lớn tuổi dường ấy mà làm việc lại giỏi như thế, nấu cơm cho rất nhiều người ăn, mà bữa nào dọn cơm rau ra cũng đúng giờ thật là kỳ lạ thế là một buổi sáng ăn sáng xong họ ra đồng làm việc vừa làm vừa bàn tán với nhau hay là mình tìm cách phá bà ấy chơi họ bàn tính mưu kế với nhau xong thừa lúc bà lão vắng mặt bèn lấy nước đổ lên đống củi dùng để đốt lửa thổi cơm trước cửa khiến củi ướt sũng rồi mới xuống núi họ cười thầm trong bụng rằng để trưa nay trở về xem bà làm sao để dọn cơm đây thế nào lại chẳng có dịp cười bà một phen nào có ngờ đâu rằng buổi trưa trở về thì cũng như mọi bữa cơm đã dọn ra sẵn cho mấy trăm người ăn mười mấy mâm cơm vẫn thơm ngon như mọi bữa Mười tám người thợ chạy ra ngoài cửa xem thì thấy đống củi bị họ tưới ướt sáng nay, bây giờ lại khô rang khô ráo nên há hốc mồm đứng thừ người ra. Nhưng họ đâu có chịu thua, họ lại bàn mưu tính kế kiếm một cách khác quỷ quái hơn. Hôm ấy họ đem từ ngoài vào một thúng cát vàng chờ bà lão ra ngoài xếp củi, bèn đổ hết thúng cát vào nồi cơm, rồi đắc ý cười hỉ hả xuống núi làm việc, xem lần này bà lão sẽ đương đầu cách nào. Bà lão gánh củi về đã biết đám thợ dở trò gì rồi, trong lòng không khỏi buồn cười. Bà bèn dở nắp nồi lên, cầm một cái vớt bọt bằng đồng lớn miệng nói, vớt cát, đừng vớt gạo. Khuấy vào nồi cơm như thế dài dạo thì bao nhiêu cát bọn thợ đã đổ vào hồi sáng, này đã vớt ra hết, không còn một hạt. Đến trưa, cơm vẫn nấu xong như thường lệ, và cũng như thường lệ không sống không khê, thơm phưng phức, ngon tuyệt vời, không hề lẫn lộn một hạt cát nào tám người thợ trở về ăn cơm thấy thế lại ngẩn người ra, họ vẫn chưa phá được bà lão nên ăn mất ngon. Nhưng những cậu thanh niên hiếu chiến háo thắng ấy đời nào chịu thua. Họ lại bàn với nhau kiếm một kế khác, hiểm hóc hơn nữa. Gạo trong chùa vốn được giao tới mỗi tháng trong dừa lúa giữa lúa của chùa quốc thanh cách nhà bếp rất xa. Đầu tháng nào cũng có mấy vị tăng gánh về, đổ vào trong một cái lù lớn cho bà lão. Hôm ấy là ngày cuối tháng, 18 người thợ ăn xong, chờ bà lão lên núi nhặt củi rồi bèn lấy bao nhiêu gạo còn lại trong lù giấu mất. Không bột đố gột nên hồ, lúc nhặt củi về không có gạo để nấu cơm trưa, mà muốn đi gánh về thì cũng không thể kịp để xem lần này bà làm sao trở tay bà lão nhặt củi về nhìn lưu gạo thấy trống trơn biết ngay đây là mấy cậu thanh niên dở trò nữa bà lại cười thầm chừng ấy mà có thể làm khó dễ bồ tát được sao ngài lấy thúng cát vàng mà bọn thợ đem tới hôm nọ miệng nói cát vàng biến thành gạo thế là trong nháy mắt, ngài có một thúng gạo lớn. Đến giờ ăn trưa, 18 người thợ trở về lại thấy trên bàn cơm rau đã dọn sẵn. Thì ra, bà lão vẫn nấu cơm được như thường, khiến họ một lần nữa ngẩn tò te. Lần này, họ dần dần cảm nhận rằng bà lão không phải là người tầm thường, mà họ cũng không nghĩ được cách khác để phá bà, nên trong tâm đã cảm phục nhiều rồi. Một hôm, 18 người thợ đang gặt lúa trên đồng. Bà lão nhặt củi trên núi về bèn ghé đến. Nhìn họ gặt lúa nhanh như gió, Bồ Tát cũng phải công nhận họ thật là những người thợ giỏi và thầm tán thán nghĩ rằng nếu thâu 18 anh chàng về làm la hán, bảo vệ chùa chiền thì không phải là một điều rất tốt hay sao? thế là ngài nảy ra một ý kiến nên tiến đến chào những người làm công ấy các cậu mười mấy người nghe nè tôi hỏi các cậu có phải các cậu đã phá tôi ba lần liên tiếp không các cậu có sao nói vậy phải nói thật đó nghe mười tám người làm công ngượng ngùng nói dạ bà lão ơi à, Đúng vậy, chính chúng cháu đã tinh nghịch muốn phá bà lão chơi. Nhưng nay thì chúng cháu không dám nữa. Bà lão thật là thần thông quảng đại, chúng cháu đã khuất phục rồi. Chúng cháu thật tình xin lỗi, mong bà bỏ qua cho chúng cháu. Bồ Tát cười. Bọn thanh niên các cậu mà biết khuất phục người khác sao? Ví dụ như hôm nay tôi gặt lúa thi với các cậu xem ai gặt mau thì các cậu có phục hơn không mười tám người làm công nghe nói tới chuyện thi gặt lúa thì không phục nữa mà nói bà lão ơi nấu cơm thì chúng cháu không phá nổi bà chứ mà gặt lúa thì trong vòng mười 10 dặm một trăm dặm quanh đây không ai qua mặt chúng cháu được chúng cháu là tay nghề mà không sợ bà đâu Bà muốn thi thì thi, mà người thua mất gì, người thắng được gì, bà quyết định đi. Bồ Tát nói, nếu tôi thua thì tôi sẽ đãi các cậu một bữa tiệc 18 món. Còn nếu các cậu thua thì phải ở lại chùa quốc thanh này làm la hán, các cậu chịu không? mười tám người làm công đâu có sợ bà lão bèn đồng thanh trả lời chịu sau đó bà lão đem tới một lưỡi liềm cùng mười tám người làm công mỗi người chiếm một luống cày bắt đầu gặt xem ai gặt mau nhất mười tám người làm công nghĩ họ trẻ tuổi khỏe mạnh chân tay lanh lợi còn bà thì già nua mà còn bị bó chân làm sao họ thua bà được nghe tiếng Bồ Tát nói, bắt đầu. Thế là 19 người như ngựa phi điện chớp bắt đầu gặt lúa. Bà già tuy chân bó thật, nhưng khi bắt đầu gặt thì hoàn toàn biến dạng, bà làm thoang thoát như bay. 18 người làm công chuyên tâm cúi đầu làm việc, thoáng một cái là xong nửa luống. Có một người ngẩng đầu lên xem bà lão đã làm tới đâu rồi, nghĩ rằng không chừng bà đã ngã xuống đất cũng có. Nào ngờ người ấy nhìn xong bỗng sững sờ. Bà lão đã gặt xong luống cày, đang đứng ở đầu bên kia mà cười. Bây giờ thì 18 người làm công hoàn toàn phục thiện họ gạt xong luống của mình rồi bèn nói với bà lão bà cụ ơi chúng cháu hoàn toàn phục bà rồi bà không phải là người phàm chắc bà là bồ tát chúng cháu tình nguyện xin làm đệ tử của bà bây giờ bồ tát quán âm mới hiện bảo tướng bồ tát nói với mười tám người làm công rằng đúng ta là bồ tát quán âm đến đây giúp kim vương dương quảng xây chùa lập thánh địa. Nếu các ông bằng lòng theo ta, ta sẽ thâu các ông làm la hán, cùng ta bảo hộ ngôi chùa này. Các ông nghĩ sao? 18 người làm công thấy bảo tướng của Bồ Tát Quán Âm rồi, liền quỳ xuống dập đầu lại lia lịa, bạch rằng. Bồ Tát đại từ đại bi, chúng còn nguyện xin theo Bồ Tát. Từ đó, 18 người làm công biến thành 18 vị La Hán. Ai đi chùa Quốc Thanh cũng có thể thấy tượng của họ ngồi dọc hai bên Đại Hùng Bảo Điện.